khung cảnh đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, trong ánh hào quang chiếu giám của 10 phương chư Phật, của chư liệt vị tiền bối tổ sư, qua khói hương nguyện mờ và lòng thành kính chí thiết của người con Phật, buổi lễ được bắt đầu là thời kinh cầu an cầu siêu, cầu nguyện ông bà cha mẹ cửu quyền thất tổ của mình nếu giờ này còn đang lưu lạc ở địa ngục ngạ quỷ súc sinh thì hãy nương vào tiếng kệ lời kinh mà sớm được siêu thoát, được giải phóng khỏi cảnh giới khổ đau để sinh về cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Xuất gia đầu Phật Thích Tử hành trình hiệp đồng chúc tôn con Huỳnh Văn Gia Huỳnh Thị Kim Hạnh Huỳnh Thị Kim Hiền Huỳnh Thị Kim Ngô Huỳnh Thị Kim Hà Huỳnh Thị Kim Hồng Lê Thanh Chí Trương Thị Minh Lâm Hồ Huỳnh Kim Châu Nguyên Huỳnh Thanh Tân Lê Thanh Tân Huỳnh Kim Huệ Đô Thị Thu và thầy ân thân hát nhân diệu tân võ nhân hai nhỏ tốt thể hiện nguyên dường thân tướng học đồng gia mong nguyên càng tân tần từ sức một vị siêu tiết hương linh cố hiện lý thân thầy năng hưởng thọ 65 tuổi qua giờ ngày 19 tháng 8 năm tân thân học thủ tiết ân linh cố hiện cao võ nhân dường ngày 29 tháng 10 năm hậu thứ thường dương quan 28 tuổi bệnh tập đầu siêu của huyện tất tổ đăng năm như liên lăng tất tử diệu tổ thế nhân lê thị ngà chân chân thứ thị lai mắt chân diệu yêu miệng thế tật chân chân thân thị như quan nhân thần hoan nhân lâm võ nhân sáu chân chân thường phước nhân lâm quần thị liên quan quan nhân lâm quần thị bài chân chân tông tổ huỳnh mai thị lão đồng thị dương như huỳnh văn chân chân linh huỳnh nguyện thị tước nguyện văn chơi văn văn hiếu chân linh văn văn tu văn tùng văn nguyện thị liền văn chân diệu tu nguyện văn hồ chân linh văn văn tu văn văn tiếp văn văn ba trần thị hưởng văn văn diệu thị chân linh nguyện văn linh văn thị sáu nguyện thị lăng văn văn diệu tiếp nguyện văn ba nguyện văn trước trần kim ta lương thần tại dân tế tạ tiếp ai lưu thế hoàng tỷ tiếp nhân hoài hoàng hoàng hậu lâm đồng lễ chú pháp nhân của pháp nhân thiện nhân nguyện thị ngỡ pháp nhân diệu hoa tài đi pháp nhân diệu thân chủ thần long pháp nhân thiện thần phan thị ngọc hài pháp nhân diệu thiện pháp nhân đệ pháp nhân nhất quân thị nguyện trang phan thị ngọc trung phạm thị ngọc kim quan thần đạt nhân hoàng nhà mộng tứ đại nhân võ đại nhân dẫn bùi điện kim phi đô điện văn thị hậu điện đô thị hậu mạnh đô thị hoài thương đê điện quá quan hậu ái như quan nguyên minh dược nguyện thi em hoàng hậu bảo hoàng hoàng tôn nguyên nguyện kim tăng nguyện thị lý trần thương võ thị nghĩa võ thị quần nguyện thị may mắn danh diệu mật lý anh thì nguyện thị đồng hiệp đồng chư tướng chủ ân tần từ một vị siêu tiết đăng đăng chư thiên linh luôn lưu thượng chân linh tu thị phương luôn bảo hành đồ thị tâm luôn bảo sinh vô nhân quán luôn bảo quan vô nhân quý chân linh luôn bảo an quan thị qua luôn tú qua chân linh luôn tú lan vô nhân tiêu vô tiết dục vô tiết sĩ lu đức tài trần thị anh tu thị xuân chân linh thị nhân quê trần văn văn thị thị thanh trần văn nhất phẩm thị điện trần văn cơ lê thị hết trần văn sang trần hồng hồng chân linh trần thế hiền chân linh trần thế hương trần mẫu hồn trần văn vân trần trung chính trần trung nghĩa trần thị tâm trần thị trí còn thị ngọc nữ tất cả hướng linh ăn tán đu di tức cỏ mô hồn phú hồn hồn bảy đặc đặc chư huyên tình đặc tu quyền thất tổ đổ bại gia tiên cao cao thần cổ đạo cao cao thần cổ tỷ phát lúc quân kệ vô di tỷ bùi a thông thì thức tâm đặc chư tiên tinh tình đặc cầu siêu bà tổ cô a phạch cô nế tại gia tổ bế tại gia đặc đặc chư hương linh tại bàn gia bàn xứ đồng đường gia diên thức pháp văn tinh siêu sanh tình đồ. Yeah.
đại từ đại bi mong chúng con đầy đại đã tới học thức hướng hậu hoàng minh chỉ từ kim chúng gần ký tâm huy mạng lễ trí tâm thần lễ nam mô tận hư không tiên văn chơi quá hiện dị lai thập phương chư phật tổ pháp hiện pháp tâm thường chủ tâm chỉ tâm thần lễ nam mô ta bà giáo chủ điều ngữ mong sư thích ca mâu ni phật lòng hoa giáo chủ như là công phật đại bi dân thù sư gọi bồ tát tạng vô hiền bồ tát hộ pháp như con bồ tát chúng sanh hội thượng phật bồ chỉ tăng thanh lễ đã bao tay hương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dân đạo sư a di đà phật đại bi quán thế âm bồ tát đại thế trí bồ tát đại nguyên địa tạng như bồ tát đại hiếu bồ tát đại hiếu bồ tát đại hải chúng bò
tại nhân gió tại nhân giờ người thì kim quý đồ hữu tuyên quan thì ngọc tiền cổ thì hồng mạnh đô thì hoài tương đế thì quán văn ngọc ái như quán lê bên nhờ quyền thí em hoàng ngọc táo phật hoàng con em nguyện danh tăng quyền lì trần phương gió thì nghĩa gió thì phụng quyền lì mây phát chánh nhiều bằng lý quan nguyên quyến thí đồng hợp đồng chư lê Yeah.
Thank you.
chữ Phật tử thọ phước lệ Phật tam thai. Nam mô Nhất Tâm Ma Bồ Tát
mọi người hướng lòng đầy phù hộ con cháu đời đời nhân quan. Thôi cây có lóc nở cành xanh ngon, gốc gốc là tiên tổ âm sâu rõ ràng. Thành ra hồng cháu các hàng quế về thành dương thọ trường dương ngang. Thôi hôm nay nhân tiết ngày lành, cháu con hiến lễ tâm thần dân ngã. Quần nhân
dân nguyện thị tức nguyện dân cơ quan dân hiếu phan dân thu phan tổng toàn nguyện thị điện phạm hòa mẫu long dân hòa phạm thị tiến lưu thế tạ tiếp mai tại dân lễ tạ lương thần dân kim nguyện dân trước nguyện dân mai nguyện thị nam bất thị sau nguyện dân lực trần sĩ thượng phan dân ma phan thị tiếp phan dân đô nguyện dân hộ lưu thị đường chú thị hưởng báo thần đầu thị thần tam thân bảo sinh con nhân trước cùng bảo an công nhân quý bảo an công thị qua luân cứu qua luân cứu an công quan chiêu mô tiến dụng mô tiến sĩ chân lên lâu đất tài trần thị anh đô thị sư quyền dân quê trần nhân văn quyền thị thân trần nhân đất hoàng thị điện trần văn ba lê thị ấp trần văn sơn trần văn hoàng trần thế điện trần thế quân nhà hồ trần thủ hồ trần văn minh trần văn trần thị ký đoàn thị ngọc nữ đàn đà chư thiên linh linh đoàn trường gia viên thích pháp văn kinh xuyên thanh tịnh độ hổ trị toàn thể gia đình giai trụ nay sư hạnh tịnh hiệp đồng gia môn quyết đặt ngài an lành đương an lành đương ngài sáu thầu thường an lành tất cả các thời thường an lành lòng vào cửa trước bước vào cửa sau hai đứa gặp nhau tha hồ mà ta mong ta mong ta mong chịu thần đức thành dưới cổ áo đang tiền thân pháp âm dương siêu sanh tịnh độ để chủ giai chủ lòng thành cha trong đề luật lệ tử bà cả thấp thấp gầy mẹ luôn
Nam mô Na Bàn Như Lai, Nam mô Bồ Tát Như Lai, Nam mô Diệu Sát Phật Như Lai, Nam mô Hoằng Pháp Thân Như Lai. Nam mô Ly Bố Quý Như Lai, Nam mô Cam Lộ Như Lai, Nam mô A Di Đà Như Lai, Nam mô Tát Phật Tha Na Phạm Lộ Di Đề Tát Phật Ca Na Phạm Na Hồng Nam mô Bát Phật Tát Ta. Nam mô Tố Lô Bà Gia Nam Tha Gia Nam Địa Tha Tố Lô Bà Gia Tố Lô Bà Gia Tố Lô Bà Tha Tha Nam mô Tố Lô Bà Gia Gia Địa Tha Tố Lô Bà Gia Tố Lô Bà Tố Lô Bà Gia Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quy a lợi lợi chú đi bồ lô phóng thần hà đi tổng tông phóng sanh vô nhau giống lô phóng lô phóng nhau quý lô phóng hạng thị hạng lô phóng lô phóng lăng 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 vô tiếng dụng vô tiếng sĩ lưu đúng tài tài tì hạng lũ tiếng sức sức đoàn tiên ngọc ngữ tận cận ký trần tiên tâm chấp chấp ký chân chân chấp chẳng quán quán chẳng ngũ hồn chẳng thấy cũng chẳng thấy chuyện chẳng hoàng hoàng chẳng quan quan lấy thì hết chẳng quan 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 quỷ thì chẳng chẳng đức quỷ thì thấy chẳng ai giang văn quỷ giang quê chẳng ra đàn chữ thì tập của quyền quyền tổ tòa tòa cô văn văn biết tại gia biết xa biết xây đầy nặng thương linh tại bản gia bản xứ đồng trường cây chiến thức pháp văn minh siêu sanh tịnh độ bố thí những kỳ đền nhân số năm đầu được sanh số mong tư giải giải quyền thì nhân ai làm như thế sự sinh trình trong bộ đời những điều trái đất từng dương an thì tiểu hạ do dụng luận và tỏ tâm tùng bố diệp chi nguyện nhân kỳ sinh tình đồng đồng cách đạo tràng nghiệp nhân nhân đạo tâm thử dụng hồn thì thần tôn chấp tiên tự tự thiên bất độ đồ tự tu trí hiệp tâm công lên phán ra thì đã ba gió giảm giảm nhường tình cảm cổ quyền quyền tâu cũng dự vận trời ngày mười chín tháng năm năm một tức mùa thu ngày lành tháng tốt giàu đẹp thương đàn quan sự thần sắc phong sư ông thích an châu hiệp tiểu tôn đức hòa thắng tố bay thường nga nam mô trung thiên giáo chủ điều ngự bổn sư thích ca mâu ni phật tác đại chứng minh nam mô du lan viên khởi đại hiếu một kiền tiên tôn giả tác đại chứng minh cung kính ngưỡng mái bạch trên chư tôn giáo phẩm hội đồng trị sự trung ương giáo hội phật giáo việt nam chứng minh cung kính ngưỡng mái bạch trên chư tôn hòa thượng chư thượng tòa đại đức tăng quý ni trưởng quý ni sư chư tôn thiền đức tăng ni chứng minh kính thưa ni sư hạnh kính cùng toàn thể gia đình lễ chủ hôm nay ngày 19 tháng 8 năm Mậu Tuất được sự phát bồ đề tâm của ni sư hạnh kính hướng dẫn toàn thể gia đình lễ chủ cung thỉnh chư tôn giáo phẩm hòa thượng chư thượng tòa đại đức tăng ni câu hội về tư gia để thành tâm thiết lễ quý kỳ cho hương linh thân mẫu của ni sư là cố cụ bà Phan Thị Nam, thân phụ Lầy Võ Văn Dược, cặp cụ quyền thất tổ nội ngoại gia tiên. Kính bạch chư tôn đức chúng con hàng nghe, có ông bà thì mới có ta, ông bà là gốc, mẹ cha là cành. Thân ta như thể lá xanh, nhờ gốc dung bón, nhờ cành chở che. Thật vậy nói đến ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, ông bà cổ quyền thất tổ, thì không có ngôn từ mỹ ý nào của trần gian này diễn tả hết. Hôm nay, trên tinh thần tri ân, báo ân, niệm ân, toàn thể gia đình lễ chủ, hiếu nữ, xuất gia đầu Phật, thích nữ hạnh kính, thành tâm thiết lập đại trai đàn, cúng dường trai tăng, ngõ hầu lập thành công đức này để siêu tướng cho hương linh cố mẫu, cố thân phù cũng như cụ quyền thất tổ sớm tốc thoát ta bà, giảng sanh về miền Phật quốc. Kính bạch cho tôn đức, giờ này trai đường đã trang nghiêm và thanh tịnh, đại diện gia đình lễ chủ, ni sư hạnh kính có dâng lên lời tác pháp cúng dường. Ngưỡng mong trên chư tôn giáo phẩm hòa thượng chư thượng tòa đại đức tăng quý ni trưởng quý ni sư chư tôn thiền đức tăng ni từ bi quan hỷ chứng minh cho. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Ngưỡng bạch thiện tiền chư tôn hòa thượng chư đại đức tăng ni. Hôm nay ngày 19 tháng 8 năm Mậu Tuất, chúng con có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ tác bạch. Kính bạch chư tôn đức, chúng con vô cùng sung sướng không biết gieo trồng ruộng phước từ bao giờ, mà hôm nay quỳ trước liên đài trong làng khói hương nghi ngút, chiêm ngưỡng dung nghi cao cả của đứng từ bi và hiện tiền chư tôn đức. Quý ngài là ngọn đuốc soi đường để cho chúng con nương tựa, chúng con được tắm mình trong biển Phật pháp và được sưởi ấm bằng tình thương vô ngã vị tha mà các ngài đã ban cho chúng con. Chúng con thường nghe cổ đức dạy rằng: mộc tùng căn tăng căn trưởng thủy tự nguyên lưu, cây xanh trưởng nhờ gốc rễ nước có nguồn nước mới chảy ra, cây có cội mới đơm đơm bông kết trái, nước có nguồn mới tỏa khắp rạch sông,
phàm làm người ai cũng có ông bà cha mẹ nuôi ta học lớn con mới thành nhân chi mỹ. Thi kinh có dạy phụ hề sinh ngã, mẫu hề cúc ngã. Ai ai phụ mẫu sanh ngã, cù lao dục báo tâm ân. A da tâm ân hiếu thảo giọng cực, nghĩa là cha sanh ta mẹ nuôi ta, làm con phải nhớ thương cha mẹ vì cha mẹ đẻ ta khó nhọc. Làm con muốn báo đáp công ơn cha mẹ cũng như dối lên trời cao không cùng. Ôi cha sanh ta mẹ nuôi ta, nhớ thương cha mẹ xót xa tấm lòng. Thương con cực khổ ẩm mồng, trời cao dồi dội hóa mong đáp đền. Công ơn cha mẹ cao như trời sâu, như bể phận làm con không sao đáp đền đặng. Phật dạy bổn phận làm con muốn báo đáp công ơn của cha mẹ. Vì vì trai tăng đệ nhất đồng thời phải biết trì giới phố thí phóng sanh và khuyên cha mẹ quy hướng về ngôi Tam Bảo. Hôm nay là ngày quý nhật của mẹ. Chúng con dù mùa Vu Lan bố hiếu đã trôi qua, nhưng hương hiếu hạnh vẫn luôn hằng trong ký ức của hàng Phật tử chúng con. Chúng con luôn cảm nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ ba năm bú bốn, mười tháng mang nặng đẻ đau. Mặc dù mẹ chúng con đã ra đi rất nhiều năm rồi, nhưng trong cuộc sống chúng con vẫn còn ấp ủ bởi tình thương yêu kính nhất của mẹ hiền đã đậm đà khắc sâu vào tâm trí chúng con. Trong giờ phút thiêng liêng này, xin phép quý ngài cho chúng con hướng về mẹ trong tinh thần hoài niệm nhớ nhung. Phải chăng đứng sanh thành đã tạo nên hình hài bằng niềm đau tột độ? Đêm đêm mẹ thấp thỏm canh thâu, nuốt dòng nước mắt buồn thương đau lòng xót dạ. Khi con ngộ nghịch ngang tàn, mẹ vì con mà phải chôn mình trong tội lỗi, cho con đầy đủ với người. Mẹ ơi, chỉ có mẹ là người duy nhất cho chúng con một chân tình mà trong thế gian này chúng con tìm đâu cho có. Chỉ có mẹ là người ban cho chúng con những gì chúng con cần có trong cuộc đời này. Ngày nay chúng con đã lớn khôn mới biết được thế nào là tình thương của mẹ, thì mẹ đã vĩnh viễn xa rời chúng con đi vào lòng đất lạnh. Hóa ra người thiên cổ nghĩ đến công đức công ơn cao cả ấy, chúng con vô cùng bồi hồi xúc động và muốn thể hiện tình thân tri âm báo ân của những người con Phật đối với cha mẹ hiện tiền cũng như phụ mẫu thất thế. Chúng con nhân lời Phật dạy, đồng thời noi theo gương hiếu hạnh của Bồ Tát Mục Kiền Liên, thành Phật tử chúng con sắp sửa trai nghi thành tâm dâng lên cúng dường mười phương Tam Bảo dưới đến hiện tiền. Chư tôn đức tăng ni ngưỡng mong chư Phật gia hộ, chư tôn đức chứng minh cho hàng Phật tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng kỳ nguyện hiện tiền lục thân quyến thuộc của chúng con được thân cung hương thơm mạnh gì bình an và cha mẹ hiện tiền được tăng long phước thọ cụ hiền thất tổ nội ngoại tông thân của chúng con sớm sanh về miền cực lạc. Chúng con cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức tăng ni pháp thể khinh an chúng sanh dị độ, để lèo lái con thuyền chánh pháp phổ biến hạnh Như Lai, tiếp dẫn hậu thế phẩm vật cúng dường tuy đơn sơ đạm bạc, nhưng nói lên tất lòng chỉ thành chí kính và chí hiếu chư pháp cúng dường. Ngưỡng mong trên chư tôn đức tăng ni chứng minh nạp thọ cho hàng Phật tử chúng con được ân trên. Vì mà con đổi được thời gian, đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười. Xuyên qua lời tác bạch đại diện trong gia đình, trai chủ đã nói lên tấm lòng chí thành chí kiến của những người con đối với đấng sanh thành trong môn một.
Giờ phút này toàn thể đạo tràng chúng con lắng lòng thành kính cung thỉnh trưởng lão hòa thượng chứng minh đệ nhất ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 8, viện chủ chùa Từ Phước, đương di chứng minh ban lời đạo từ để toàn thể pháp hội chúng con được ân chiêm công đức A Di Đà Phật, thành kính cung thỉnh trưởng lão hòa thượng. Nam mô Lạc Bang giáo chủ tiếp dẫn cửu phẩm đạo sư A Di Đà Phật các đại chứng minh. Nam mô Hiếu Phục Kiền Liên Bồ Tát Quan Giáng Đạo Tràng tác đại chứng minh. Kính bạch chư tôn hòa thượng giáo phẩm chứng minh. Kính bạch chư tôn hòa thượng chư thượng tọa chư đại đức tăng ni. Kính thưa ni sư hành kính cùng toàn thể trong gia đình con hiền cháu thảo. Hôm nay trước khung cảnh trang nghiêm và thanh tịnh tại địa chỉ số 19 L xiệt 4 B Ngô Sĩ Liên, phường 14, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, ni sư Tích Nữ hành kính cũng như trong toàn thể gia môn quyến đẳng đã thiết trai cúng dường nhân cái ngày quý vị cho thân mẫu là cụ bà Phan Thị Nam hưởng thọ 65 tuổi, mất ngày 19 tháng 8 năm Canh Thân. Phụ tiến hương linh thân phụ Võ Văn Nhường và cụ Quyền Thất Tổ, lịch đại nội ngoại tiên linh, cũng nương nhờ cái công đức cúng dường trai tăng hôm nay được siêu sanh thoát quá. Qua lời tác bạch của quý vị đã nói lên cái công ơn sanh thành dưỡng dục của ông bà cha mẹ. Bởi vì có câu phụ hồ hề sanh ngã, mẫu hề phúc ngã, ai ai phụ mẫu sanh ngã cụ lao, dục bao thông ân, hiệu thiên trọng cực. Có nghĩa là cha sanh ta, mẹ nuôi ta. Hỡi ơi, công cha mẹ sanh ta rất cực nhọc. Muốn đền đáp công ơn đó cũng như dối trời không cùng. Quả đúng như vậy. Với cái công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ thì bổn phận làm con chúng ta khó mà đền đáp cho được. Mẹ thì 9 tháng cưu mang, 3 năm bú súng, lo cho các con được lớn khôn thành nhân chi mỹ, lo cấp sách đến trường, lo gia đình một sự nghiệp cho con ở chúng con xua thuốc với bạn bè. Vì thế mà cha mẹ rất là cực nhọc trong cái việc dạy dỗ và nuôi con được lớn khôn. Thì hôm nay với cái công ơn sanh thành dưỡng dục, ni sư hành kính cũng như trong toàn thể gia đình con hiền cháu thảo, vì nhớ đến cái công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ mà quý vị nhân cái ngày quý vị cho thân mẫu đã thiết trai cúng dường cung thỉnh chư tôn hòa thượng chư thượng tọa chư đại đức tăng ni quan lâm về đây để chứng minh đại lễ cũng như góp phần cầu nguyện cho hương linh thân mẫu của quý vị được siêu sanh lạc quốc. Đó là quý vị thể hiện trên tinh thần hiếu tâm hiếu đạo hiếu hạnh, trên tinh thần tri ân và báo ân của quý vị. Chư tôn đức rất là khâm khen trên tinh thần đó quý vị. Thưa toàn thể quý Phật tử, Ca Dao Việt Nam có câu là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Bốn câu ca dao ấy vào thở thập niên 50 và 60
Những ai cấp sách đến trường đều thiệt lòng bốn câu ca dao đó và thực hành theo bốn câu ca dao đó là những người con hiếu thảo. Sẽ có một cái công việc cũng như một vị trí trong xã hội do cái hiếu đức đạo. Cho nên có câu là hiếu chi dạng hạnh chi tiên. Hiếu là đứng đầu trong muôn hạnh. Mà ai thực hành được cái hạnh hiếu là trời đất cảm động, gia hộ cho tất cả những người con hiếu thảo. Nói đến hiếu đạo thì chẳng những là một di sản đặc thù của Phật giáo mà nó còn cho tất cả mọi người. Từ bậc thánh nhân cho đến người phàm phu thì ai ai cũng có cha mẹ sanh thành dưỡng dục, nuôi nấng lớn con thành nhân chi mỹ. Cha mẹ đã san sẻ một phần máu thịt cho chúng ta mà còn không biết bao nhiêu giọt mồ hôi nước mắt lo cho chúng ta được trưởng thành như ngày hôm nay. Chúng ta có mặt trên cõi đời này, có một địa vị trong xã hội, có một vị trí trong gia đình, cũng nhờ sự tạo tác nuôi dưỡng và lo lắng của cha mẹ mà chúng ta có được như thế. Khi nói đến cái ân sanh thành dưỡng dục của cha mẹ thì bổn phận làm con chúng ta khó mà đền đáp được. Trong kinh Đức Phật có dạy: yêu đăng giác đạn chỉ tu đàn độ như tiên dục dũng phước điền mạc diệt trai tăng là nhất. Có nghĩa là muốn lên bờ giác thì dùng thuyền bát nhã, muốn gieo giống phước điền thì bằng cách vạn tăng. Đó là cái phương pháp tối thượng đệ nhất trong muôn ngàn pháp môn mà Đức Phật đã từng dạy cho Ngài Mục Kiền Liên Tôn giả. Vì muốn cứu vong mẫu thoát khỏi cảnh ngạ quỷ cho nên Ngài y cứ theo lời Phật dạy trở về đạo tràng, sắm sửa hương hoa đăng trà quả phẩm thiết trai cúng dường. Nhờ đó mà vong mẫu của Ngài Mục Kiền Liên là bà Thanh Đề đã thoát khỏi cảnh ngạ quỷ. Thì hôm nay Ni Sư Hành Kỉnh là người xuất gia đầu Phật, là đệ tử của Hòa Thượng Diện Chủ Trụ Phổ Đại Sơn Thượng An Hạ Tạng, cũng được Hòa Thượng đã truyền trao và dạy dỗ cho quý vị biết được cách tri ân và báo ân, cho nên hiếu là đứng đầu. Quý vị thiết trai cúng dường cũng nhằm vào cái hiếu tâm, hiếu đạo, hiếu hạnh. Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni nhập từ bi quán để cầu nguyện cho hương linh thân mẫu của Ni Sư là Phan Thị Nam, cũng thọ 65 tuổi, mất ngày 19 tháng 8 năm Canh Thân. Thân phụ là Võ Văn Nhường, Hưởng Dương 28 tuổi, mất ngày 29 tháng 10 năm Mậu Tý. Cũng như cửu quyền thất tổ, lịch đại nội ngoại tiên linh, nương nhờ cái công đức cúng dường này được siêu sanh tịnh độ. Và trong cái buổi lễ cúng dường trai tăng hôm nay, cũng cầu nguyện cho toàn thể trong gia đình của quý vị được phước thọ thăng long, chư tai tiêu diệt và luôn luôn được an lành trong ánh hào quang che chở mười phương chư Phật. Vậy toàn thể quý vị muốn được phước báo cúng dường hôm nay phần công đức và viên mãn, quý vị đảnh lễ Tam Bảo để chứng minh cho. Nam mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Vang vọng đâu đây giọng nói thiền, những lời pháp nhũ dứt trần duyên, hình bóng tăng ni là biểu tượng. Lệ chủ chúng con quy ngược tàu phước điền. Trên chư tôn giáo phẩm Hòa Thượng Chư Thượng Tòa Đại Đức Tăng Ni đã từ bi hứa thả dọn nạp lễ phẩm cúng dường này, còn ban bố sách tấn và chỉ dạy cho chúng con những điều thiết thực nhất trong cuộc sống. Chúng con nguyện khắc cốt ghi tâm, đầu thành đảnh lễ cúng dường tam bái. Nhất tâm đảnh lễ hiện tiền chư tôn giáo phẩm Hòa Thượng Thượng Tòa Đại Đức Tăng Ni Tam Ma Bái. A Di Đà Phật. Để cho buổi lễ chay đường được trọng phần công đức, chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Quỷ Viên Ban Nghi Lễ Giáo Hội Phật Giáo Thành Phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Nghi Lễ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Quận 6, Viện Chủ Chùa Giác Chân xướng lễ cúng dường. A Di Đà Phật. Thành kính cung thỉnh. Chỗ tam bao cung thỉnh cử bát cúng dường cúng ma dường thanh tịnh và thân tề lo gia đà bằng sáng
là tôn Phật ai cực là thế giới A Di Đà Phật ai thầm hương. Phật Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền Hoàng Thế Âm Bồ Tát ai chữ Tôn Bồ Tát Ma Bát Nhã Ba La Mật Ngàn Tam Đức Lục Vị Cúng Phật Cập Tăng Và Giới Hữu Tình Nhờ Văn Thức Thầy Đương Nguyện Chúng Sinh Thiền Diệt thật quá phải sống mà Phật à chế tăng ni thật tồn ngủ tạp thoại tính thế nàng tiêu đại chúng dần khánh thịnh cả chánh niệm na đã phận tam bạc ra già già 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 nguyện làm con tha lòng mê càng yêu nào nhớ nghĩa thân sanh con đến trường thành và năm nhũ bộ chính tháng cửu không ngất lo toan âm mê nó đầy đủ cây có công trang chẳng hoàng yêu vàng quyền cùng hoàng vũ vẫn đấu nuôi con giáo dục vuông tròn đệ tử ân sâu chưa báo hộ phận kém hèn giờ này quỳ trước đài sen tăng nghe bảo trang nghiêm hoặc thừa tự tử hoặc hiển tham thiền dỗ lòng lăng mẫn hộ niệm cho bảy kiếp cha mẹ chúng con còn tại thế thân thì tâm an ổn phát nguyện tu trì an đạo xa lìa chống thành Phật quang ngựa mong càng đứng như lai
từ bi gia hộ trái tăng công đức thụ thân hành vô biên tăng vượt dài hội hương đồng giảng vô lượng quang phận sang quyền tiểu tam chương trừ viên nào quyền đăng tri huệ chân minh liều thế thế thường hành bồ tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ chúng cửu âm liên hóa di phụ màu bạn đôi bồ tát di bạn lư nguyện di thử công đức phổ cập mưu nhân thiên giai cộng thành Phật đạo tác đa nằm tam biểu tam bồ đà câu tri nằm đắc điệp thang diệt lệ nam mô tác đa nằm tam biểu tam bồ đà câu tri nằm đắc điệp thang diệt lệ chủ lệ chúng đệ ta ba hạ nam mô tác đa nằm đàn địa tan diệt lệ chủ lệ chúng đệ ta bà ha sở dị bố thi già tất hoạch kỳ lợi hình ao tất đắc an lạc phạn thực dị ngật nga đương nguyện chúng sanh Phật nga Nam mô A Di Đà Phật. Lập thân hành đạo danh hư hậu thế hiển kỳ phụ mẫu hiếu trung chi và kim mà gì trại chủ ít nữ hành chính quỳnh văn giá quỳnh thị kim hằng quỳnh thị kim hiền quỳnh thị kim hương quỳnh thị kim hà quỳnh thị kim ma hồng lệ thanh chí trương thị mỹ linh hồ quỳnh kim châu Nguyễn Quỳnh Thanh Tân Lê Thanh Tâm Quỳnh Thị Kim Huệ Lưu Thị Thu Văn Thị Ánh Linh Diệu Ngân Võ Văn Ngay Nhỏ Tống Thị Hiền Nguyễn Quỳnh Thanh Na Trúc Hiệp Tây Chủ Đăng lập mà đàn tràng kỳ siêu quý nhật hương linh thân mẫu ban thị năng quang sanh kiết niên hướng thọ lục thập ngũ thế đại hạng ngư canh thân niên trung thu bát hoàng thập cửu nhật lương mà thời mạng chung hộ tiên hương linh thân phụ võ văn nhìn quan sanh kiết nga niên hưởng dương nhì thập bát tuế đại hạng ư mẫu à quân
cửu nhật lương mà mang tập kỳ siêu cứu quyền thất tố nội ngoại lịch đại tâm thân hết nữ diệu ngọc thế danh lê thị ngà thị lan diệu hương quen thiết ngà thần phan thị dương quan văn thành phan văn hơn võ văn sao cương quốc quỳnh thị yên quan phan văn xuân quỳnh thị bái tông thị thành mai thị tháo tặng thị kim như quỳnh văn trinh nguyễn thị tức nguyễn văn trai phạm văn hiếu văn văn thu văn tùng anh nguyễn thị tường diệu hạ trưởng nguyễn văn hộ phan văn vua phan văn ở tiếp phan văn mau trần thị hường diệu tây nguyễn văn lĩnh quách thị sáu nguyễn thị lan diệu kim nguyễn văn mai nguyễn văn trước trần kim tả lương thành tả văn béo tả tiết mai lu thế phạm thị tiến nhâm mà phạm hoàng bảo long cập phổ tiên hương linh lô hy luận chu thầy phượng lô báo hòa thành toàn thể tâm lưu bảo sinh ngô văn góp lưu lão quan ngô văn quý lưu bảo an phan thị quan lô tu a qua lô tu a lan ngô tiến sĩ lưu đức tài trần thị ánh lưu thị xuân nguyễn văn khuê trần văn minh nguyễn thị thanh trần văn đức phạm thị thiện trần văn cơ lê thị hết trần quán sang trần hồng ngọc trần thế thiện trần thế phương trần hữu hùng trần quang vinh trần trung tính trần trung nghĩa trần thiện tâm trần thiện trần đại quang toàn thị ngọc nữ hết mơ đắng đắng hương linh thượng thừa tam báo lực hình pháp văn kinh đốc xã mê đồ tạo đăng giác ngơ tập đầu án văn văn mùa thiện nhân nguyễn thị nở diệu hoa tại như diệu thanh vũ thần lâm thiện hạ thành hoàng thị ngọc phái diệu hiền văn văn đệ văn văn nhất quỳnh thị huyền chân hoàng thị ngọc dung hoàng thị ngọc viên văn thành đạt nhâm hoàng minh nguyễn thị phương quỳnh anh trần nhâm hồng thức tạ văn võ tạ văn a văn bùi thị kim thi đỗ hữu tiến văn thị ngọc thiệt đỗ thị hồng hạnh đỗ thị hoài thương lê thị hóa văn thị ái như phạm lên minh nhật nguyễn thúy em phạm ngọc tháo phạm hoàng khôi nguyên
Nguyễn Văn Tăng, Nguyễn Thị Yên, Trần Phương, Võ Thị Nghĩa, Võ Thị Hùng, Nguyễn Thị Mây, Diệu Mẫn, Văn Hiển, Nguyễn Thị Đầm, Hiệp Tính, Chủ Đăng, Ngưỡng Vọng Hồng, Ân Tam Báo, Thị Thị Gia Hộ, Xuân Đa Chiết Khánh, Hạ Báo Bình An, Hồ Tấn Vinh Quê, Đông Ninh Bá Phước, Hổ Nguyện Tự Tha Lưỡng Lợi, Ẩm Siêu Dương Thới Hải Yến Hà Thanh, Pháp Giới Chúng Sanh Đồng Thành Phật Đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Ràng chàng cúng dường che chăn nhân lễ quý kỵ cho thân mẫu cũng như của quyền Thất Tổ đã thành tù viên mãn. Giờ phút này thay lời ni sư hạnh kính, chúng con thành kính cảm niệm tri ân chư tôn giáo phẩm hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni đã bất xả từ bi nguyện theo lời thỉnh cầu của ban tổ chức chúng con. Quý ngài gác lực các Phật sự trong giáo hội cũng như bổn từ quan lâm về đây để chứng minh pháp sự này. Trước nghĩa cử cao đẹp của quý ngài, chúng con ngưỡng nguyện hồng ân tam bảo thường giáo hội quý ngài được pháp thể kinh năng tùy tăng thường chiếu Phật sự viên thành. Trong lúc hành lễ cũng như tiếp trước về khôn viên, gia đình chúng con có phần chật hẹp, chắc không sao tránh khỏi những điều sơ thất. Ngưỡng mong quý ngài đại từ mẫn cố đồng quan hỷ cho. Nam mô thường quan hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát. Nguyện đem công đức này hướng về tâm đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật. Cung thân chư tôn thiền đức tăng ni thủ trai.